Sản phẩm gì phải không ạ Em chào Mỹ Linh ạ Chào Ly Vũ nhá. mọi người xem uh, chào em một câu ạ Và chia sẻ bài giúp em với để uh, uh, Cùng nhận phần thưởng với em nào Và chơi hôm nay rất là đơn giản thôi Đây một số điện thoại đầu tiên đây ạ Em đã gặp và cho vào hộp rồi nhá Ok cảm ơn con Chào Minh Hà nhá Mọi người mời bạn bè và xem đó là sau đó là chia sẻ bài comment 3 số đuôi của điện thoại mình đang sử dụng nha Em sẽ uh, ghi vào giấy và cuối bài này em sẽ bốc thăm xem là ai sẽ là người trúng thải Ờ uh, Vũ ơi, ừ, hôm nay tớ sẽ chia sẻ cái sản phẩm mới đó là cốc nguyệt san nhá Lý Vũ nghe đến nói đến sản phẩm này chưa? Em chào nhà có tâm huynh ạ à. Chào đồng chí Đương nha Mọi người đang xem trái em một câu với Để em biết rằng mọi người đang tương tác với em ạ à. Vâng, số người xem đã lên đến gần 10 người rồi ạ à. Mọi người mời bạn bài xem giúp em với ạ Lý Vũ, Lý Vũ ơi chia sẻ bài giúp mình nha Là thực hiện theo đúng thể lệ nha Thì mới được quà nha mọi người ơi số điện thoại thứ hai em đã được ghi vào giấy rồi nhá mọi người ơi mọi người uh, mời bạn bè xem sau đó là thực hiện theo thể lệ hai bước cho em đi cảm ơn ly vũ nhá sản phẩm này dùng tốt đúng không bạn chắc là sẽ có rất nhiều chị em là chưa biết đến cái sản phẩm này uh, hồng lê bích ơi đúng là công nghệ san bạn ạ Vâng, sản phẩm hôm nay em chia sẻ đó là cốc nguyệt san. Sản phẩm này rất là ưu Việt có thể thay thế hoàn toàn được băng vệ sinh cho chị em trong kỳ đèn đỏ. À, có giải thưởng nha, nông lai ơi. Hôm nay có giải thưởng là giải thưởng là một tờ 50 000 nha cho bạn nào có thực hiện theo đúng thể lệ của cuộc chơi nhá. của mini game ngày hôm nay nhá. Uh, ai vào sau thì mình cũng nói lại là cái chương trình nhận quà ngày hôm nay rất là đơn giản thôi. Mọi người uh, chia sẻ cái video của này của mình trên trang cá nhân này và ít nhất là hai hội nhóm. Sau đó là mời bạn bè vào xem này và comment ba số đuôi điện thoại của mình đang sử dụng. Em sẽ ghi vào giấy này và cuối bài này em sẽ bốc thăm và phần thưởng của mọi người đây ạ. Đúng rồi, ghi ba số cuối số điện thoại đi. Mọi người ơi, mời bạn bè vào chơi giúp mình đi, càng đông càng vui nha. À khoảng tầm uh, 10 phút nữa thôi nhanh nhanh lên. Hôm nay mình uh, cũng chỉ xin mọi người một chút thời gian thôi để chia sẻ về cái sản phẩm này. Mình đã sử dụng uh, 2 năm rồi và thấy rất là tuyệt vời. Đến uh, nên hôm nay nên hôm nay là sẽ quyết định là chia sẻ cái sản phẩm này đến với mọi người để mọi người biết đến rộng rãi hơn à, chị chào pika bùi nhá con đi học bài đi nhanh lên việc của mình Mọi người mời thêm bạn bè xem giúp em với cho đông đông một chút cho vui ạ. Vâng, và thực hiện theo mi bước hai bước của mini game đi. À, và chỉ một chốc nữa thôi, một chốc nữa thôi mọi người sẽ được biết cái phần thưởng 50.000 đồng hôm nay là sẽ dành cho bạn nào nhá. Cảm ơn em nhá Cảm ơn em nhé Pika Bùi ơi Pika Bùi à, Cô Trang Cô Trang con ạ và mọi người cứ cứ comment rồi là chia sẻ bài mời bạn bè xem giúp em nhé thực hiện theo thể lệ của thể lệ của mini game nhá còn bây giờ em xin phép chia sẻ với mọi người về cái sản phẩm ngày hôm nay ạ À và tất cả chị em mình đều có một cái thiệt thòi à, đó là hàng tháng là chúng ta đều phải trải qua những ngày ác mộng đó mang mang tên đó là kinh nguyệt phải không ạ? Vâng, à, chị em phụ nữ mà từ nếu mà những ai ai bị sớm ý thì là từ 15 tuổi trở lên là là đã bắt đầu xuất hiện kinh nguyệt rồi và sự xuất hiện kinh nguyệt đó là sự báo hiệu uh, của cơ thể của chúng ta đã trưởng thành và đã có thể bắt đầu sinh sản được đúng không ạ? Vâng và, và khi mà bước vào cái kỳ đèn đỏ ấy, thì chúng ta gặp phải một cái, cái cái cảm giác rất là khó chịu, rất là mệt mỏi, căng thẳng đúng không? Và trong những cái ngày này ấy, thì những người bạn đồng hành với chị em chúng ta duy nhất chỉ có một là băng vệ sinh, hai À, là tampon thôi. Cái sản phẩm tampon này thì nó là cải tiến của băng vệ sinh, nó nhỏ gọn hơn băng vệ sinh nhưng uh, cách sử dụng của tampon thì cũng sẽ cũng uh, giống như là cái sản phẩm em sẽ chấp chia sẻ dưới đây. Và hai hai cái sản phẩm mà em vừa nêu ấy, đó là băng vệ sinh và tampon ấy thì uh, mặc dù uh, <laughs> được cải tiến rất là nhiều uh, sau khi ra đời nhưng mà uh, chúng cũng sẽ đem lại cho chị em chúng ta những cái bất tiện nhất định uh, trong sinh hoạt đấy uh, và có một cái và các bạn biết không và uh, các chị biết không ạ và có một cái sản phẩm uh, một cái công cụ cực kỳ uh, tiện lợi thoải mái uh, để dành cho chị em chúng ta trong ngày kinh nguyệt mà đảm bảo là khi em nói đến cái tên cái sản phẩm này thì rất nhiều rất nhiều chị em là là sẽ có thể là đã nghe qua rồi hoặc là chưa nghe đến bao giờ và cũng rất là tò mò muốn biết rằng xem là cái sản phẩm mà nó có thể thay thế được những cái băng vệ sinh hàng hàng ngày hàng tháng băng cái loại truyền thống mà mình vẫn sử dụng đó là cái gì đúng không ạ? À, em chào nguyễn quỳnh hoa nha chào Ma nhung nha chia sẻ bài giúp mình đi sau đó là à, comment ba à, số điện thoại à, để nhờ, chơi mini game nhận quà nhá à, chào đồng chí mạnh tuân em chào tất cả mọi người nha em cảm ơn mọi người đã xem like của em ạ sau đó mà à, để thực hiện à, nhận quà của em ngày hôm nay phần thưởng của em nay à, nó bé bé xinh xinh này thôi À, để uh, chiên mọi người ấy mà nên là mọi người thực hiện hội em theo uh, hai bước ở trên em em ghi ở trên rồi đấy ạ em chào chị thủy trà em đang chia sẻ với mọi người cái sản phẩm uh, mà em đã sử dụng đó là sản phẩm cốc nguyên san uh, và nói đến cốc nguyên san thì các chị uh, các bạn các em um, thậm chí là các đấng mày dâu cũng rất là tò mò xem là nó là sản phẩm gì và nó dùng nó như thế nào có đúng không mọi người? Vâng, hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người về cái sản phẩm này và xin thưa với các chị, các em và các bạn rằng là cái cốc nguyệt san ấy thì nó là một một chiếc một nó giống như là một chiếc chuông. Đây ạ sản phẩm công nghệ san nó giống như một chiếc chuông như này, đấy mọi ừ, người mọi ừ. người nhìn rõ không ạ? À, em chào chị hướng nga nha, mọi chị chia sẻ bài mời mọi người xem giúp em với ạ. vâng, chào chị chào trần thị thu hiền ạ. đây sản phẩm công nghệ san à, hôm nay em chia sẻ đó là sản phẩm công nghệ san lin cup của công ty trách nhiệm hữu hạn minh thảo do á hậu minh thảo làm tổng giám đốc ạ. và cái sản phẩm công nghệ san này thì uh, trên thế giới ấy, trên thế giới thì nó đã xuất hiện từ rất là lâu rồi. Uh, <laughs> trên trên bản vẽ, trên bản vẽ này, từ từ thời thời xưa ấy. Tức là từ em tìm hiểu là từ cuối thế kỷ 19 à uh, thì cái ý tưởng về cốc Nguyệt san nó đã ra đời rồi các chị ạ. Và cho đến năm 1867 Thì Cái hình dáng công Nguyệt San Nó không như bây giờ đâu ạ Nó không như thế này đâu ạ Mà người ta thiết kế trên cái bản vẽ nó Nó khác với cốc như này Và chiếc cốc đầu tiên ra đời Và đưa ra thị trường Là Năm 1937 cơ nhưng mà nó sản phẩm đấy nó nó chế nó được sản xuất không không phải bằng chất liệu ừ. như bây giờ ừ. cho nên là rất uh, rất là khó sử dụng. Và mãi đến năm 1989 thì cái hãng The Keeper của Mỹ đã tiến hành uh, tái sinh lại công nghệ san và cái phát minh này bắt đầu được xuất hiện nhiều trên thị trường uh, từ nhiều chất liệu như là cao su này hay là silicon sẽ lúc đó thì sẽ không bị cứng nữa và sau này thì sau khi công nghệ phát triển thì cái chất liệu công nghệ san được sử dụng rộng rãi nhất đó là silicon hoặc là cao su y tế vâng do đó là khi mà sử dụng băng vệ sinh hay là vải truyền thống như ngày xưa mà chị em ta vẫn sử dụng ấy ạ vải vải màn ngày xưa ấy ạ thì uh, cái, cái nỗi lo lắng về băng vệ về đã mất vệ sinh hay là cái độ an toàn thì hoàn toàn bị dập tắt bởi cái sản phẩm này uh, cảm ơn mạnh tuân nha uh, chia sẻ bài giúp mình đi uh, và mời bạn bè xem giúp mình đi thì khi đó có bao nhiêu mình cũng sẽ gửi cho bạn hết À, chị chào vũ hường nhá dì ơi dì chia sẻ bài giúp chị với và có nhận phần thưởng thì thực hiện theo hai bước nhá chị đã ghi mở trên bài nhá à, chị chào dì thúy nhá trương hồng thúy Được. ok mạnh à, mạnh tuân ơi gửi cái tờ này hay là gửi cái này tới gửi cái này cho, cho bà cho bạn không bạn gửi cho bà xã nhá rồi Mọi người thực hiện theo thể lệ nhá Thể lệ uh, comment 3 số đuôi điện thoại mình đang sử dụng này. Uh, sau đó là chia sẻ cái bài like của em ngày hôm nay trên trang cá nhân và ít nhất hai hội nhóm ạ. À. Sau đó em sẽ ghi số điện thoại vào cái tờ giấy nhỏ xinh này và cuối bài em sẽ bốc thăm ạ. À. Ai, ai sẽ là người may mắn nhận được phần thưởng của em ạ? À? Gửi người thôi á. Ồ, nhất trí luôn. Mẹ suốt ngày nhất trí. Thì... Uh, và con con và mọi người mọi người uh, cũng sẽ thắc mắc xem là cốc nguyệt san cốc nguyệt san là sản phẩm như thế nào đúng không ạ vâng em sẽ chia sẻ tiếp về cốc nguyệt san ngày hôm nay uh, ok mạnh tuân gửi luôn nha mai gửi luôn người xuống cho uh, tới chào loan lương nhá chào nguyễn Dịu Mọi người chia sẻ bài giúp em với ạ. Vâng, mời bạn bè xem thêm giúp em đi để để tăng cái lượng người lên thì nó mới vui. Vâng. Ờ em chào Dương Quỳnh Hội nha. Em chào Nguyễn Diệu ạ, cảm ơn chị. À, chị ơi, chị chia sẻ bài, mọi người đang xem, mọi người đang xem hay là vào sau thì chia sẻ bài giúp em nhá. Sau đó là thực hiện theo các bước mà em đã ghi ở trên đầu này ạ. Vâng, để để nhận một phần quà ngày hôm nay của em cho mọi người. Tới chào chị Thu Hiền nha. và cái sản phẩm cốc nguyên san liên quốc của em chia sẻ ngày hôm nay đây là một sản phẩm rất là ưu việt bởi vì sao ạ? Bởi vì cái cốc người san này nó được chế tạo từ từ sản phẩm đó là silicon y tế kháng khuẩn ạ và sản xuất tại Mỹ và được nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam ạ thông qua công ty trách nhiệm hứa hoạn Minh Thảo do á à, Hậu Minh Thảo là tổng giám đốc ạ à, em cảm ơn Nguyễn Diệu ạ Chị uh, chia sẻ rồi đúng không à, Chị uh, chia sẻ chân căng cá nhân này hai hội nhóm và comment 3 số đuôi điện thoại của chị nha em chào Dương Quỳnh hội ạ mọi người làm thực hiện theo theo uh, thể lệ giúp em với ạ trước đây trước đây thì mọi người sử dụng trước đây mọi người sử dụng băng vệ sinh ấy thì để thì trong băng vệ sinh là nó có chứa các chất hóa học như là chất tạo hương này chất tạo mùi này và trong quá trình sử dụng thì các chị sẽ có cảm giác là Um, sản phẩm này nó uh, khi mà chúng ta sử dụng cái băng vệ sinh ấy thì sau khi mà cái kinh nguyệt nó thấm ra ấy thì nó sẽ gây cho các chị cái cảm giác ẩm ướt này ngứa ngáy này bốc mùi này uh, và rất là bí bách thậm chí là khi mà chúng ta uh, giữa kỳ là hay thường thường là cái lượng kinh nó nhiều ấy thì uh, sẽ tràn ra quần khiến cho các chị sẽ mất rất là mất tự tin đúng không ạ và um, lo lắng đi lại thì cũng không sẽ không thoải mái đâu uh, không không nếu như các chị sử dụng băng vệ sinh gì thì, thì khi mà um, các chị uh, đi lại này rồi là các chị uh, em cảm ơn nguyễn diệu nha Nguyễn Diệu comment số điện thoại rồi đúng không? Mọi người, các chị chị mời thêm bạn bè xem giúp em với ạ. Vâng ạ, em sẽ ghi số điện thoại của mọi người ở đây. mời mọi người xem thêm giúp em với nhá. <laughs> ok, số đẹp không thôi. Em sẽ cố gắng bốc được chị nhá, Nguyễn Diệu ơi. Đó. Em xin chia sẻ tiếp ạ. Và... Uh, khi mà các chị uh, có cái lên kế hoạch ví dụ đi biển chẳng hạn mà mà nhỡ có đến kỳ ấy, thì thật là tiếc khi mà mọi người đến biển mà không được không được xuống biển bơi đấy và cái sản phẩm của em ngày hôm nay ấy nó sẽ giải quyết hết tất cả những cái uh, khuyết điểm mà băng vệ sinh của chúng ta uh, hiện đang sử dụng mắc phải vâng Um, để uh, và em biết rằng là cái thói quen sử dụng uh, băng vệ sinh của chị em ấy, thì nó đã từ trước rồi nó đã trở thành truyền thống rồi rất là khó thay đổi đúng không một cái thói quen để mà thay đổi được ấy thì là rất là lâu uh, tuy nhiên là uh, khi mà các chị đã sử dụng uh, các chị đã sử dụng các chị có các chị có thắc mắc về cái sản phẩm này sử dụng như nào không uh, các chị ơi một cái cốc nhỏ một cái cốc nhìn như này thôi mà có thể là thay thế được băng vệ sinh thì các chị có thắc mắc gì không ạ? Em sẽ giải, em sẽ giải, em sẽ giải thích cho mọi người hết cái sản phẩm này nó ưu việt như thế nào so với băng vệ sinh. Vâng, à, thứ nhất là cái sản phẩm công nghệ xa này, liên cúp mà em chia sẻ này nó được làm từ 100% chất liệu là silicon y tế kháng khuẩn ạ à, và và cái công ty sản xuất à, là đặt trụ sở tại Mỹ và được 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 kiểm nghiệm bởi cái công ty FDA của Hoa Kỳ về chất liệu chất lượng an toàn thực phẩm. Vâng. Thứ hai là thứ hai là công nghệ san này so có kích thước là 3,5 nhân với lại 7 cm và được cấu tạo như hình hình chiếc chuông. À, dưới dưới đáy này có núm cầm này, núm cầm này, đấy, núm cầm. Mọi người cứ comment số điện thoại đi ạ. Em sẽ check lại comment và em sẽ bốc thăm. Còn hiện tại thì em xin phép em được chia sẻ về cái sản phẩm này cho mọi người biết ạ. Vâng. và kích thước là 3,5 mà nhân với lại 7 cm ạ. À. So so với so với các loại cốc người San trên thị trường như hiện nay của các hãng ấy thì cốc người San Lin Cup này có kích thước là nhỏ nhất. Vâng. Và tại sao uh, cốc người San này lại được mọi người tin tưởng dùng như vậy? Bởi vì rằng um, cốc người San của công ty Link cup của bên em ấy thì chỉ có một size duy nhất thôi nhá. Um, nó được sản xuất, nghiên cứu, sản xuất phù hợp với lại cái cơ địa của phụ nữ Việt Nam. Do đó là tất cả phụ nữ Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đã lập gia đình đều có thể sử dụng được cái cốc này và mọi người không cần phải lựa chọn sai cho mình đâu ạ. À Nguyễn Diêu ơi, em em sẽ chia sẻ với mọi người về cách sử dụng cái cốc nguyên san ngay bây giờ ạ. Vâng. Em em nói em để em nói nốt về cái, cái, cái cái ưu việt mà cốc nguyên san đem lại đã nhé Sau đó là em chia sẻ với chị cách cách sử dụng cái cốc nguyên san này. Và nếu như mà trong cái bài nói ngày hôm nay mà em mọi người chưa chưa thể em chưa thể truyền tải hết được đến mọi người thì mọi người có thể là inbox trực tiếp cho em uh, qua Messenger nhá. Em sẽ trả lời và tư vấn cho mọi người cụ thể hơn ạ. và công nghệ xa này rất là cực cực kỳ rất là dễ sử dụng à, dễ vệ sinh và rất là nhỏ gọn nên là có thể là mang theo trong túi sách này khi mà các chị đi um, du lịch thì các chị rất là dễ dàng vì à, nó sẽ chiếm một cái không gian rất là nhỏ trong cái túi vali du lịch của các chị thôi à, và không phải lo rằng là khi mình có nhỡ đến tháng mà đến những cái nơi du lịch mình phải tìm khắp nơi để xem mua băng vệ sinh về sử dụng đâu thì chị các chị sử dụng cái cốc này nó tiết kiệm hơn rất là nhiều và rất là thoải mái em chào bạn Hồng Thúy nha Chào Độ Lê My ạ, à, chào Trần Loan Mọi người đang xem chia sẻ bài giúp em với nhá Hôm nay sản phẩm em chia sẻ đó là Cốc Nguyệt San Linh Cúp ạ à. Sản phẩm uh, thay thế hoàn toàn băng vệ sinh Trong kỳ đèn đỏ Ai đã sử dụng sản phẩm này rồi thì comment cho em Cái cảm nhận về sản phẩm ở dưới comment này với ạ à, để, để cho mọi người uh, Có thể hiểu thêm về sản phẩm ạ à. và thứ ba đó là thời gian sử dụng cốc người san này có thể lên đến trong suốt 12 tiếng đồng hồ các chị nhá à, thì khi mà các chị đặt cốc ấy thì cái lượng uh, cốc này lượng kinh mà cốc người san này có thể giữ được là có thể trong 12 tiếng đồng hồ cơ à, rất là vâng ạ à, chị thúy đã dùng rồi đúng không cảm giác thế nào chị ơi sản phẩm này có tuyệt vời không ạ à? Vâng, hãng của chị dùng là sibel đúng không? Ừ, vâng, sản phẩm của em là cup nhưng mà nhưng mà cái cái sự tiện ích mà cốc đem lại có tuyệt vời không chị ơi? Chị chia sẻ cho mọi người biết giúp em với nhá. Và thời gian sử dụng cái cốc cốc thời sang này có thể sử dụng được là lên đến 12 giờ các chị mới phải thay cơ đối với những người mà có Um, lượng kinh trung bình ý thì có thể là một ngày các chị từ lúc các chị đặt đến lúc các chị thay thì có thể là từ hai um, một ngày có thể thay đến hai đến ba lần thôi nhưng mà cái cái cảm giác mà cốc người san đem lại thì rất là rất là thích um, những người nào mà lượng kinh ít thì um, khi mà đặt cốc thì các chị chỉ cần thay một lần trong ngày như như bản thân em thì một ngày một ngày em em đi đi cả ngày thì đến tối em em về em thay cũng chỉ có 7,5 ml thôi, rất là rất là rất là dễ rất là sạch sẽ mà không phải lình kỉnh phải lo rằng là uh, thay băng hay là ở những cái nơi công cộng mình ngại đi liên lại à chị chị thúy dùng thêm cả lin cup nữa à, à lin Cúp bung nhanh hơn phải không chị nó mềm mà đây này mọi người ạ à, mọi người để để kiểm tra để 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 kiểm tra cái lin cup cái cốc người san mà mình mua có phải là có mua được cái sản phẩm mà cốc người san chất lượng không ấy thì mọi người kiểm tra giúp em bằng cách là mọi người kéo giãn cái đuôi cái đuôi cốc này ra nếu như mà nếu như mà nó có cái vết uh, uh, vết dạng nhỏ mà trắng ấy mà khi các chị thả mà nó trở về vị trí đầu ấy thì cái cốc người san đấy nó không uh, không phải là cốc người san uh, chuẩn đâu ạ vì nó sẽ thì bởi với cái cốc người san đấy thì người ta cũng sẽ phải thêm một số cái 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 thành phần nào nữa để tạo nên cái, cái sản phẩm đó cốc người san bên em các chị kéo thoải mái nhá khi mà cốc bỏ tay ra cốc vẫn trở về cái vị trí ban đầu thế kéo đi đấy vẫn phải chờ vị trí ban đầu và không làm biến mất hình dạng của cốc. Đấy, các chị có thể vò thoải mái, các vị có thể vằn vò thoải mái khi thả ra cốc vẫn trở về vị trí ban đầu, hình dạng vẫn như vậy ạ. và và để và để để sử dụng lin thì em sẽ hướng dẫn luôn với các chị như thế này. Bởi vì đây là cái bài lần đầu tiên mà em chia sẻ về cái sản phẩm này chắc là cũng sẽ không thể truyền tải hết được cái nội dung mà em cần nói đến mọi người đâu bởi vì trong cái khoảng thời gian ngắn như thế này nên là em sẽ xin phép là chia sẻ với mọi người cái cách cách sử dụng Linh Cúc và nói thêm về tác dụng của Linh Cúc sao, tại sao mà nó lại ưu việt hơn mang vệ sinh và đến đến những cái cái like lần sau ấy thì em sẽ chia sẻ thêm với mọi người về cái thông tin nữa những những cái cái cách mà các chị có thể sử dụng liên cúp được an toàn này đúng cách này và tạo thế nào cho mình cái cảm giác thoải mái nhất. Còn hôm nay em hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người về cách sử dụng này và thêm cái 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 công dụng của sản phẩm này và vì sao mà nó được coi là ưu việt hơn so với măng vệ sinh. Trước tiên là để để sử dụng khi mà khi mà các chị em đến kỳ nhá. Trước tiên để sử dụng liên cúp ấy thì là các chị phải nhớ rằng là mình phải vệ sinh uh, tay sạch sẽ này, bằng nước sạch này. Đấy, sau đó là các chị uh, lấy cốc ra khỏi hộp. Lấy cốc ra khỏi hộp và um, trụng qua nước sôi cho em. Uh, hoặc là lần đầu tiên thì các chị đun trong nước sôi từ 3 đến 5 phút. Sau đó các chị lấy ra để nguội. Uh, Thanh Huệ ơi! Cốc nguyệt san này có giá là 750 nghìn một cốc bạn nhé Sau đó là các chị rửa Sau khi các chị rửa sạch tay này Và trụng cốc qua nước sôi để tiệt trùng này Thì các chị sẽ gập cốc cho em à, Làm sao mà cái tiết diện Để cốc tiếp xúc là nhỏ nhất à, Thì hiện nay là có 3 cách gập Cách gập thứ nhất là các, gập, các chị gập theo hình chữ C là các chị bóp cốc vào cho nó gập gập xuống như này gập cốc theo hình chữ C khi mà gập cốc theo hình chữ C như này thì cái phần này nó cũng rất là là to nên là sẽ sắc là sẽ khó khó đưa vào âm đạo và cách thứ hai đó là các chị gập theo hình chữ chữ V như này đáy cốc đẩy cốc xuống đó là đây ở cái vị trí này thì cốc có tiết diện rất là nhỏ và thường thường là chị em mình sẽ đặt cốc theo đưa cốc vào âm đạo theo cái cái cách gập này và thứ ba đó là cách gập hình số 7. các chị đây bẻ cốc như này xuống tạo thành hình số 7 như này đó là ba ba cách gập để chúng ta đưa linh cúp vào trong cơ thể Và Linh cúp này được đặt trong âm đạo của chúng ta nhé các chị ơi Chứ không phải là dùng ở bên ngoài như là băng vệ sinh đâu ạ à, Và... Rồi nhỉ, con tính nhá tờ giấy mẹ đừng. Đây ạ, à, em em sẽ mô tả với mọi người chúng ta chúng ta sẽ hình dung ra đây đây là phần uh, phần phụ của chị em chúng ta này đây này đây là phần uh, cổ phần đây là phần phần âm đạo này phần cổ tử cung đây đúng không ạ đây cái phần này là phần mà đây là phần tử cung này đấy phần uh, <laughs> cổ tử cung đây là, là cái phần mà giữa âm đạo với lại tử cung nó được ngăn cách bởi một cái cái phần nó là lớp màng đó là cổ tử cung đây chỗ cái phần này là kinh nguyệt của chúng ta hàng tháng là sẽ rơi ra từ đây ạ và khi mà sau đó là khi mà đến tháng các chị sử dụng công nghệ san nha các chị đặt đặt cái cốc theo theo cái cách hướng dẫn mà em đã vừa gấp cho mọi người theo ba cách ấy đó là theo hình chữ C hoặc là chữ V hoặc là số bảy sau khi mà các chị gập cốc vào ở cái mức mà cái diện tích của nó bé nhất cái diện tích tiếp xúc của nó bé nhất thì các chị đưa cốc vào đưa cốc vào ở âm đạo khi mà các chị đưa cốc thì các chị tạo cho tạo cho cơ thể cái cảm giác là thoải mái nhất đấy uh, thả lỏng cơ thể thả lỏng cơ thể và tạo ra cảm giác thoải mái thì các chị đặt cốc mới vào dân mới dễ dàng trước khi mà các chị căng thẳng thì cái cổ tử cung nó co thiết lại thì, thì đặt vào rất là khó và có khi là không thể đặt được đấy cho nên là khi mà các chị đặt cốc ấy các chị phải tìm hiểu về cơ thể mình này sau đó là uh, ở cái vị trí làm có ba cái vị trí đặt cốc đó là Uh, có thể các chị một chân gác một chân gác lên bồn cầu như thế này một chân đứng một chân gác lên bồn cầu này hai là các chị ngồi xổm ba là các chị ngồi như này đấy, có ba cái tư thế để chúng ta đặt cốc sau đó là khi các chị đặt cốc thì các chị lưu ý giúp em là có là có ba cái cách mà gấp gập cốc đấy, ạ. đấy sau đó là khi gấp cốc ở vị trí nhỏ nhất em đang gấp cốc này góc hình chữ hình chữ v nhá đấy thì các chị uh, ngồi thả lỏng này thả lỏng cơ thể là do các chị đặt vào trong âm đạo đặt vào trong âm đạo khi mà đây khi đặt vào trong này em hình dung ra cái cái cổ đây lỗ âm đạo đây thì các chị các khi các chị mà đặt cốc vào vị trí nửa nửa âm đạo thì các chị um, để cốc bung ra tự nhiên như này sau đó là các chị xoáy cốc từ từ để cốc vào sâu bên trong âm đạo, sau đó là các chị um, kiểm tra cho giúp em là cái cốc này nó đã, đã bung hết chưa bằng cách là các chị thò tay ở bên trong đó, các chị uh, sờ trên thành cốc nếu mà thành cốc mà là mà tròn đều ấy thì là cốc đã bung hết, mà sau đó các chị lắc đều để để cho cái, cái cốc nó bám chặt vào âm đạo đấy, khi đó thì thì các chị có kéo ra hay làm như nào thì cốc cũng không thể chui uh, ra ngoài được thì khi đó khi đó cái cái lượng kinh của chúng ta hàng tháng nó um, uh, theo cái cái cổ tử cung um, đi ra ấy, là nó sẽ đổ hết vào cái cốc này và do sẽ hứng trọn vẹn cái cái lượng kinh mà uh, hàng tháng mà các chị bị Đấy, khi mà tháo cốc thì cũng rất đơn giản các chị cũng ngồi như cái tư thế mà em vừa hướng dẫn ấy sau đó là các chị uh, lấy hai ngón tay các chị bóp nhẹ vào thành cốc để uh, thà, uh, giảm bớt cái lượng cái áp lực mà cốc bám vào thành vào cổ tử cung à, vào thành tử cung ấy để để cho rút bớt, bớt cái khí cái áp lực mà ra thì các chị lay nhẹ thôi là rút cốc ra ngoài theo cái hình xích giác như này sau đó các chị cầm cầm cốc nhẹ nhàng thôi là đổ cái dịch kinh đi và uh, lại uh, rửa sau khi đổ hết dịch kinh ra ngoài các chị rửa là bằng nước sạch và trụng hoặc là trụng um, rửa bằng nước sạch sau đó là trụng qua nước sôi uh, và đặt cốc lại như bình thường khi mà uh, khi mà cái cái um, khi mà cốc đã đặt đặt trọn vẹn trong cái 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 cổ cái cái âm đạo của chúng ta này rồi nhá thì thì um, cái cái bởi vì cái cái cốc này nó được thiết kế theo cái hình hình uh, viền này viền trơn tròn này này thì nó, nó sẽ khi mà nó vào trong âm đạo nó sẽ uh, bám chặt vào cái thành âm đạo với cơm thành âm đạo đó và sẽ giữ chặt cái cái cốc này bên trong sẽ sẽ không có um, um, khoảng hở để cho cái cái kinh dịch nó chảy ra ngoài trường hợp mà các chị đặt cốc mà vẫn cảm giác bị bẩn quần ý, thì là do một là các chị đặt cốc chưa đúng cách à, hai là cái cái cốc này nó bung chưa chưa hết và uh, thứ ba là cái vẫn còn hoặc là vẫn còn um, sót lại cái cái lượng kinh ở trên thành cốc và mà khi các chị thay thay cốc đấy thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là uh, khi đặt mà nó vẫn bị uh, bẩn quần và um, để khắc phục cái tình trạng đấy thì các chị lưu ý giúp em là khi các chị đặt cốc này và cơ vào trong âm đạo thì các chị phải kiểm tra xem là cốc đã bung hết chưa này bằng cách là các chị đưa tay vào các chị kiểm tra xem thành cốc này nó đã tròn chưa đấy, hai nữa là um, khi mà đặt cốc vào rồi thì các chị um, chú ý giúp em là các chị phải um, lắc qua lắc lại để cho cái cái khí của nó uh, không còn choán ở giữa đó thì mà thì khi đấy cốc của chúng ta mới mới, mới thật sự là là khít thì cái đó nó mới mới, mới không bị rò dỉ ạ. và và khi mà khi các chị sử dụng một cái công dụng nữa của cái cốc nguyệt san này là nó sẽ giúp làm giảm bớt cái cơn đau bụng kinh bởi vì sao bởi vì sao mẹ em nói rằng là khi sử dụng cốc nguyệt san ấy thì nó sẽ làm giảm bớt cái cái cơn đau bụng kinh cho chị em trong những ngày đèn đỏ em cũng đã bị rồi và có rất nhiều các chị đã bị um, và cảm thấy rất là um, uh, rất là đau bụng đúng không? Bởi vì nếu như mà chúng ta bị đau bụng kinh chúng ta làm cái gì cũng không không uh, không thể làm được bởi vì nó rất là khó chịu và và cái cốc người xa này nó sẽ làm giảm bớt đau bụng kinh là do khi mà chúng ta đặt cốc ở bên trong uh, âm đạo ấy thì Uh, nó đã hứng trọn vẹn cái lượng dịch kinh nó thoát ra rồi do đó là mà cái cổ tử cung của chị em chúng ta không phải co bóp để đẩy cái lượng máu đó ra ngoài nữa do đó là chúng ta sẽ không còn cảm thấy đau bụng nữa bởi vì và thứ uh, ba nữa là cái cái lượng máu mà do kinh nguyệt hàng tháng chúng ta có ấy, nó không tiếp xúc với lại môi trường không khí bên ngoài như là băng vệ sinh do đó là cái máu này nó sẽ không phát sinh mùi, không gây mùi hôi và do đó um, cảm thấy chúng ta là không không có có cảm giác là mùi khó chịu. Um, băng vệ sinh thì chúng ta không không có cảm giác đấy đúng không? Băng vệ sinh mà khi mà chúng ta đặt băng vệ băng vệ sinh khoảng 2 em um, 1 đến 2 giờ đồng hồ thôi. Tức là khi mà cái lượng lượng kinh mà nó ra mà nó đã thấm đầy băng rồi ấy, các chị mà không thay nhanh ấy thì cái mùi rất là khó chịu đúng không? Và rất là ẩm ướt. Nếu như mà để lâu quá mà chúng ta không thay nó còn tràn ra ngoài rất là khó chịu. Em chào anh Đức nha. Em chuyển hàng xếp hàng toàn Quốc nha anh ơi sản phẩm này sản phẩm này uh, cũng hay lắm anh ạ em dùng rồi và em uh, quyết là uh, chia sẻ với lại tất cả chị em phụ nữ có cùng hoàn cảnh và bởi vì là uh, chị em rất là thiệt thòi tháng nào cũng phải uh, hiến máu một lần vâng em ship toàn quốc nha các chị nhá em ship hàng uh, toàn quốc ạ vâng ai Um, ai có nhu cầu sử dụng sản phẩm ấy, chị em nào có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì có thể inbox trực tiếp cho em số điện thoại địa chỉ và em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cây cốc người san này ạ um, <laughs> mọi người uh, thực hiện theo thể lệ uh, các bước mà em đã ghi ở trên đầu bài nhé để uh, để nhận phần thưởng của em ngày hôm nay nhá vâng em chào anh đức ạ à. anh đức hải phòng hôm học lớp mà anh bận anh không đến được đúng không em chào tất cả mọi người nhá mọi người đang xem cho em một câu chào với và chia sẻ bài giúp em với ạ à... cái sản phẩm ngày hôm nay em chia sẻ đó là cốc người Sanin cup sản phẩm thay thế hoàn toàn băng vệ sinh À, và cái công dụng thứ tư mà um, liên cốp đem lại đó là khi mà các chị uh, khi mà các chị uh, đến tháng ấy, các chị vẫn có thể um, bơi lội này hoặc là tập tập kim này hoặc là uh, nhảy aerobic như bình thường Đấy, không không lo là bị lệch băng hay là uh, lượng da kinh da nhiều nó, nó sẽ gây cho chúng ta uh, sự mất tự tin đúng không ạ và khi bởi vì như nãy em đã nói rồi cốc này nó đặt vào trong âm đạo ấy thì nó hứng toàn bộ cái dịch kinh của chúng ta rồi và nó sẽ không uh, uh, và nó tạo cho cái cái uh, cái 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 phần uh, uh, và nó sẽ sẽ tạo ra cảm giác nó lúc nào cũng khô thoáng và chúng ta có thể hoạt động rất là thoải mái rất là bình thường và, và so so với tampon ấy thì ai đã sử dụng tampon thì cảm thấy rằng tampon nó có nó nó sẽ tạo ra cái cái lực hút rất là mạnh và cảm giác rất là khô và rát tuy nhiên sản phẩm Linh cup này nó hoàn toàn thoải mái và cái tác dụng thứ năm nữa là cái cái liên cúp này có lợi ích rất là uh, tiện ích cho môi trường và uh, bởi vì là cái nếu như các chị dùng cốc người san này nhá, một một cốc nguyệt san này các chị có thể sử dụng uh, uh, được 5 đến 10 năm cơ và trong mỗi một kỳ các chị sau khi mà các chị dùng liên này các chị uh, sử dụng xong các chị có thể uh, cất đi và đến kỳ sau các chị dùng lại do đó là nó rất là tiết kiệm và mỗi lần và và trong kỳ là mỗi lần các chị thay băng ấy thay cốc là các chị chỉ cần rút ra các chị rửa đổ đổ dịch kinh đi sau đó là các chị uh, uh, vệ sinh uh, rửa rửa sạch sau đó là các chị trụng qua nước sôi các chị đặt tiếp nó đó là rất, rất là là tiết kiệm và không 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 tốn kém như băng vệ sinh đâu. Băng vệ sinh thì có rất là nhiều loại, nhiều mẫu và nhiều, của nhiều hãng. À, cái loại mà rẻ từ 15 đến 20 mươi nghìn một bịch cũng có, mà cái loại từ tám uh, mươi nghìn đến trăm nghìn trở lên cũng có. Và tại sao em nói băng vệ sinh uh, à, tại tại sao em lại nói rằng cái liên này nó uh, lợi ích hơn cho môi trường sống của chúng ta, bởi vì là mỗi lần các chị thay thì các chị chỉ cần dùng một cốc này thôi uh, hứng kinh xong các chị đổ đi sau đó các chị lại đặt vào cứ tuần tự như vậy và khi hết tháng thì các chị lại trụng sôi rửa sạch uh, và các chị cất đi đến kỳ sau các chị dùng tiếp em cảm ơn anh Đức nha À, anh có thể là chia sẻ bài này giúp em chia sẻ các sản phẩm uh, giúp em và mời bạn bè uh, xem uh, giúp em nhé và em cũng uh, lấy cho các chị một cái ví dụ như thế này một bình thường một kỳ một kỳ kinh mà mỗi chị em phụ nữ chúng ta uh, thải ra cái lượng băng vệ sinh trong một năm ấy có thể là à vào tầm khoảng 300 300 sản phẩm một năm một người ạ. Bởi vì um, mỗi lần thay có một chỉ cần trong một ngày thôi bởi vì cái băng vệ sinh là chúng ta khuyến cáo là trong mỗi một lần thay là các chị nên chỉ chỉ nên sử dụng trong vòng 6 tiếng đồng hồ thôi đúng không? Bởi vì là khi băng đã đầy thì các chị bắt buộc phải thay rồi. Đối với những người ít ý, thì là có thể là kéo dài hơn nhưng mà đối với những người nhiều thì có thể là 3 đến 4 tiếng đã phải thay rồi ạ. Cho nên là uh, cái một năm mà một người phụ nữ uh, thải ra cái số lượng sản phẩm ví dụ băng vệ sinh hay tam bông thì nó vào khoảng 300 sản phẩm một năm. Và trên thế giới thì có khoảng hơn 3,5 tỷ phụ nữ thì cái cái lượng mà băng vệ sinh thải ra trên toàn thế giới nó rất là nhiều đúng không ạ? Một con số khổng lồ đúng không các chị? đấy do đó là cái lợi ích của dùng tam băng vệ sinh này của của cái việc mà chúng ta dùng liên cúp công nghệ xa này ấy, thì nó có rất là tiện ích và có uh, làm cho môi trường của chúng ta rất là sạch sẽ đấy ở những cái vùng mà các chị uh, <laughs> sử dụng băng vệ sinh ấy nếu như mà các chị không không vứt đúng nơi quy định hoặc là các chị cho vào túi rồi nhưng mà khi mà để ra cái 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 khu rác thải công cộng ấy khu rác thải thua gom thu gom rác thải ấy thì nhiều khi là chó hay là cái loại động vật chúng các nó nó lôi ra nó xé ra nó rất là nhìn rất là ghê và rất là mất vệ sinh đấy và cái liên Cúc này khắc phục hoàn toàn được cái nhược điểm đấy của băng vệ sinh ạ và cái cái cốc ngàn san này nhá cái thời thời gian sử dụng cốc ngàn san này uh, trong mỗi kỳ là uh, có thể lên đến 10 uh, trong mỗi một một ngày là các chị đặt cốc này có thể sử dụng uh, cái thời gian có thể lên đến 12 tiếng đồng hồ mới phải thay cơ cho nên là nếu như mà cái lượng kinh mà các chị ít ý như là em mà nói là nếu các, nếu các chị nào có lượng kinh ít ý thì uh, chỉ phải thay một đến hai lần một ngày thôi Đấy, còn nếu mà ai rất là ít luôn ấy, thì chỉ cần một lần một ngày cái tên là sáng các chị đặt sáng các chị đặt thì đến tối là các chị uh, tắm các chị mới phải thay cơ đấy cho nên là một ngày mà nhiều mà nhiều chị em đặt rồi sẽ cảm giác rằng là không không có cảm giác là mình đã đến tháng luôn đấy đến đến lúc là còn nhiều khi các chị còn quên cơ và bởi vì cái này nó đặt vào rất, rất là rất rất là là êm ái nhìn các chuyện nhìn to này như thế này thôi nhưng mà đặt vào bên trong nó vừa hết ạ bởi vì cái 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 cơ của âm đạo của phụ nữ chúng ta là nó co co giãn theo theo uh, cái cái cơ có, có cái những cái cơ vòng nó co giãn mà mà khi các chị đặt vào là nó sẽ uh, uh, ốp khít vào cái cái cốc này này là nó sẽ tạo cảm giác cho các chị là rất là là chắc chắn và không các chị không có cảm giác gì là mình đang bị nữa ạ. và cái cốc nguyệt san này nhá cốc nguyệt san này um, chỉ 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 có cái cái mỗi cái nhược điểm duy nhất mỗi con cốc nguyệt san này chỉ có một một hai nhược điểm này thôi đó là thứ nhất là cốc nguyệt san này um, nếu như mà bạn gái nào mà chưa quan hệ tình dục ấy thì sẽ không sử dụng để cái cốc này đâu ạ bởi vì là nếu như mà sử dụng cốc này bởi vì cốc này nó được đặt trong âm đạo cho nên là nó sẽ À, làm rách màng trinh nó sẽ sẽ là sẽ làm rách màng trinh mặc dù là cái màng trinh của chị em phụ nữ theo quan niệm của uh, phương phương Đông và của Việt Nam ta ấy, thì màng trinh nó rất là quan trọng đối với người phụ nữ đúng không ạ đấy để nó để đánh giá cái trinh tiết này rồi là cái um, um, xem là người phụ nữ đó đã quan hệ hay chưa nên cho nên là à, các chị em nào mà chưa lập gia đình ấy, thì là khuyến cáo là không nên cái sử dụng cốc người san này và thứ hai nữa là cái chi phí để 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 mua một cái cốc người san này ban đầu thì là 750.000 năm một cốc à, nên nếu như mà so với băng vệ sinh ấy thì là đắt rất là gấp mấy lần cơ nhưng mà các sự thể tính của em ạ một kỳ một kỳ một kỳ kinh các chị dùng nếu như mà ít nhất ấy, thì phải mất đến 40 đến 60 nghìn uh, 40 nghìn, em cho ít nhất đây, tính ít nhất đi 40 nghìn một um, trong một kỳ kinh là các chị sử dụng hết 40 nghìn đúng không ạ? Đấy, trong một tháng, tự tính là một tháng các chị dùng hết 40 nghìn tiền mang vệ sinh Thì một năm là có 12 tháng là các chị dùng hết 480 nghìn Một năm đã hết 480 nghìn rồi, Thế thì trong vòng 3 đến 5 năm 5 đến 10 năm thì các chị chị sử dụng hết bao nhiêu số tiền băng vệ sinh các chị phải bỏ ra để chi phí cho cái cái băng vệ sinh mà các chị mua. Trong khi đó cái cốc người san của em các chị bỏ ra chi phí 750 000 đồng Lần đầu mua các chị bỏ ra 750 000 thôi. Nhưng mà các chị nhưng mà cái giá trị sử dụng của của cái cái cốc ngoài san này có thể lên đến uh, 5 năm hoặc thậm chí là nếu nếu mà các chị bảo quản tốt có thể dùng đến 10 năm cơ cho nên là so so với lại công so với công người san với lại băng vệ sinh thì cộ, băng thì công người san này rẻ hơn rất là nhiều bảy năm bảy trăm năm nghìn các chị dùng Ở trong vòng 5 đến 10 năm thì chia ra là mỗi một mỗi một tháng là các chị chỉ mất có uh, mấy nghìn thôi ạ rất là rẻ cho nên là các chị các chị hãy cân nhắc bởi vì thứ nhất là cái sản phẩm băng vệ sinh này à, cái sản phẩm băng vệ sinh mà các chị sử dụng ấy nó uh, được sản xuất uh, từ bông này rồi là sẽ phải cho thêm các hoạt chất thấm các hoạt các, các hạt hạt nở để cho để nó thấm hút hết cái cái lượng uh, lượng kinh do đó là uh, đối với những chị nào ấy mà cái phần uh, đó mà nó nhạy cảm ấy thì có thể là bị mẩn ngứa này đúng không ạ bị ẩm ướt và đó là cái môi trường để cho vi khuẩn nó gây ra viêm nhiễm và và khi sử dụng băng vệ sinh ý, thì nó tạo cho cái cảm giác là nó không được thoải mái khi các chị đi lại hay các chị bơ lộn và đặc biệt là các chị không thể vận được những bộ đồ bó sát hay những bộ đồ trắng Uh, hoặc là các bộ đồ, đồ màu khác đúng không nếu như mà có chẳng may mà nó rớt ra quần thì đi đâu thì các chị đúng là quá là phiền phức đúng không ạ và cái cốc ngoại san này nó đã giải quyết được cái việc đấy thứ nhất là cốc ngoại san nó làm từ y silicon y tế kháng khuẩn cho nên là uh, nó rất là an toàn không sử dụng uh, hóa chất phẩm màu hay là các uh, chất gì khác cho nên là uh, sử dụng silicon thì vi khuẩn không thể nào sống trên này được ạ Thứ hai, thứ hai nữa là nếu như các các chị để xem cái băng vệ sinh ấy, băng vệ sinh ấy nếu như mà các chị à, mua ở ở cửa hàng về ấy là họ chỉ để trong túi ni lông thôi. Nhiều khi là các chị không để ý ví dụ nó nó bị thủng túi, ấy, đấy thì không khí tràn vào thì, thì ở trong những cái điều kiện mà bảo quản nó không được uh, đảm bảo ấy thì băng vệ sinh sẽ xảy ra cái tình trạng là nấm, ẩm, mốc hoặc là tạo điều kiện để cho vi khuẩn nó trúng vụ và khi đó các chị sử dụng thì sẽ rất là mất an toàn và, và uh, cái công người san này do nó làm được từ 100% silicon y tế và được kiểm nghiệm bởi FDA Hoa Kỳ cho nên là khi mà nhập khẩu về Việt Nam thì các chị hoàn toàn yên tâm bởi vì uh, cốc này được sản xuất ở Mỹ thôi chứ không phải sản xuất ở một quốc gia nào khác và trên trên cái thân cốc ấy thì để các chị để để, để các chị biết rằng là để mình mua được cốc Linh cốc mà uh, của mỹ chính hãng ấy thì là trên thân cốc này họ in cái cái logo hình con sò này và uh, cái uh, chữ made in USA ở đây à, và so với cái cốc các cốc người sang khác thì cái núm của cuốn cốc các người sang này nó thiết kế hình giọt nước là rất là nhỏ gọn như này để để chúng ta cầm rất là dễ dàng và bởi vì bởi vì công nghệ san này nó là một size nhé bởi vì công nghệ san này nó được thiết kế dành riêng cho phụ nữ Việt Nam và chỉ có một size duy nhất cho nên là mọi người không phải lo lắng rằng, rằng là mình đã mua được cái sản phẩm nó phù hợp với mình hay không không phải chọn sai không phải mất công chọn sai đặt lên đặt xuống và chỉ cần mua mua cốc này thôi là chúng ta có thể sử dụng được rồi vì nó thiết kế cho phù hợp với lại cái cơ địa của phụ nữ Việt Nam ạ à. Và vì này, à, thứ ba là cốc này rất là nhỏ gọn đúng không? À, các chị ơi, à, nó thiết kế là mặt miệng này chỉ có 3,5 này và à, phần à, thân cốc chỉ có 7 cm thôi. Cho nên là rất là nhỏ gọn và nó chiếm một cái diện tích rất là nhỏ trong cái tủ đồ của các chị thôi. Đấy cho nên là khi đi du lịch các chị mang theo thật là dễ dàng. Và cốc được thiết kế như này nên nó nó đựng được cái lượng kinh rất là lớn. Uh, lên đến 10 lên đến uh, 20 20 ml cơ. nên là uh, để để có ở line những line sau ấy, em em sẽ đong đong cái lượng lượng uh, lượng kinh ở đây uh, so với băng vệ sinh xem là cái sản phẩm nào sẽ uh, chứa được chứa được nhiều hơn ở cái la sau em sẽ chia sẻ cụ thể hơn ạ và các chị lưu ý nhé các chị lưu ý ạ à, mà khi mà chúng ta đặt cốc ấy thì chúng ta à, à, kéo cốc trở về cái cái vị trí nhỏ nhất kéo ấn 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 thành cốc xuống tận đáy cốc đi ạ sau đó là các chị thả lòng cơ thể này, đó, các chị đưa cốc vào trong âm đạo theo chiều hướng là về phía xương cụt nhá theo chiều hướng là về về phía xương cụt đấy và không không được đưa theo phương thẳng đứng ạ, à. chúng ta đưa theo hướng về, về 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 phía xương cụt của chúng ta à, và khi mà chúng ta đưa đến một nửa cái cái âm đạo ấy thì cốc nó sẽ tự bung ra, thì khi đó các chị uh, xoáy cốc vào bên trong nhẹ nhàng như thế này và đó sau đó là các chị kiểm tra đưa tay kiểm tra thành cốc đã 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 tròn ấy thì khi đó là cốc của chúng ta đã bung ra hết và các chị chỉ cần lắc nghe lắc đi lắc lại trong tử cung trong trong cái âm đạo ấy để để chắc chắn chắc chắn rằng là cái cốc của chúng ta đã nằm chắc chắn ở trong đấy thì khi đó là chúng ta sẽ yên tâm hoàn toàn yên tâm là cốc sẽ hứng hết cái lượng dịch kinh đó và tạo cho chúng ta cái cảm giác luôn luôn là khô thoáng sạch sẽ và uh, thoải mái uh, cảm giác như 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 không đến kỳ hành như không đến kỳ và để để tháo cái liên cúp này cũng rất là đơn giản thôi ạ uh, các chị ngồi xổm đó là các chị đưa tay uh, vào bóp lên thành cốc nhẹ nhẹ này sau đó để giảm bớt cái áp lực hút trên uh, cơ vòng tử cung đi sau đó là các chị kéo cốc nhẹ nhàng từ từ ra theo hình dích rác đó, sau đó các chị đổ cái lượng kinh nó đi và cho điện rửa sạch chúng nó xôi và đặt tiếp và hết kỳ thì các chị cũng uh, tiến hành là uh, rửa cốc này và sau đó là các chị uh, uh, cất uh, cất cốc vào trong túi và trong túi như này và bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát và chúng ta lại có thể sử dụng đến khi mà chúng ta um, có kỳ kinh tiếp theo Ờ, hôm nay em chị em hôm nay em chỉ chia sẻ uh, uh, sơ qua với mọi người về cái sản phẩm uh, cốc người san uh, linh cúc thì uh, um, để uh, biết thêm chi tiết và hướng dẫn cái cách sử dụng cụ thể Thì mọi người cứ inbox trực tiếp cho em Hoặc là liên hệ với em qua số điện thoại 0917 172 216 nhá à, Em luôn bật cái chế độ là Tuyển sỉ, tuyển cộng tác viên Đối với những mẹ bỉm sữa Hoặc là những chị em nào có um, Nhu cầu uh, Kinh doanh uh, uh, Kiếm thêm tiền ạ um, Sản phẩm này rất là an toàn cho nên là mọi người yên tâm. Những cái sản phẩm mà em em bán ấy thì em đã sử dụng và đã đã trải nghiệm à, và em chỉ lựa chọn những cái sản phẩm mà mình cảm thấy nó an toàn, nó phù hợp thì em mới dùng thôi. Nên là mọi người yên tâm. À, các mẹ bỉm sữa nào ấy mà có thêm thời gian, có thời gian ấy mà muốn uh, kinh doanh trải nghiệm khả năng ấy Um, của mình ấy thì cứ liên hệ với thu nhá em sẽ inbox cho thu thì thu sẽ tư vấn cụ thể xin chào tất cả mọi người nha à, và uh, sau cái buổi live này em sẽ em sẽ bốc thăm em sẽ bốc thăm xem bạn nào là là người trúng thưởng ạ và và em sẽ công bố luôn ở cái sau cái like này Uh, cảm ơn mọi người đã xem nhá và rất là uh, muốn là mọi người sau cái live này mọi người, uh, chia sẻ bài và mời bạn bè uh, và theo dõi cái trang cá nhân của Thu nhá. Xin chào tất cả mọi người ạ. Chúc mọi người ngủ ngon nha.